bây giờ bất cứ lúc nào mà dấu chấm đỏ nó hiện ra mà đúng cái thủ đô nào, tụi con bấm chuông giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng được 2 trên 3 đầu tiên là người đã thắng. 1, 2, 3, bắt đầu. Mời Thế Anh. Bob Forest Bay của Papua New Guinea. Đáp án của chương trình là không chính xác. Và con có đáp án nào không hả con trai? Dạ nó phải phía dưới hơn. À phải phía dưới hơn à. Chúng ta có một điểm cho Quang Bình và đó mới là cái điểm chính xác. Ta tiếp tục. Thế Anh. Vẫn là Thế Anh. Nhanh hơn chút xíu. Mời con. Ở Honiara của quần đảo Solomon. Đáp án của chương trình. Yes. Chính xác. Một đều, một đều. Một đều. Tiếp tục. Quang Bình. Con thưa chú là Port Vila của Vanuatu ạ. Đáp án của chương trình. Ở trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thay đổi, tôi từng như thế này. Bàn chân nhau về, chẳng dám đi xa. Chẳng thể vượt qua. Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây, nhìn thấy lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay bằng điều kỳ diệu trong tôi. Trận thứ hai, bản đồ hiển thị là châu Âu, 44 quốc gia và 44 thủ đô. Đây là đề thi của giám khảo Lại Văn Sâm, người đàn ông đã trải qua thanh xuân tại châu Âu. Mời tụi con chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu. Bạn Thế Anh bấm trước, mời con. Riga của Latvia. Đáp án của chương trình là chính xác. Tiếp tục. Mời Thế Anh. Vilnius của Lithuania. Đáp án. Tiếp tục. Thế Anh. Thế Anh. Thế Anh, 3 giây 39. Mời Thế Anh. Berlin của Germany. Nó nói mình giật mình nữa, Đức mình đến rồi. Đáp án. Đó là thủ đô Berlin của Đức. À, thủ đô của Đức tôi không đoán được, mặc dù tôi đến Đức rồi. Ha, qua châu Âu tôi biết. Như vậy ở trận thứ hai, tỷ số cân bằng một đều. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. À, tôi xin có một đề xuất nhỏ nhỏ như thế này để tăng độ khó cho tiết mục của hai tuyển thủ của chúng ta. Tôi thấy rằng là nhiều lúc thì chúng ta sẽ xác định được cái thủ đô của một cái quốc gia dựa vào cái đường biên giới của cái quốc gia đó, thì đó có những cái điểm tựa để cho các bạn có thể là nhận ra được. Nhưng bây giờ muốn đánh giá thêm cả cái năng lực định vị và năng lực tư duy trong không gian của các bạn như thế nào và có chính xác hay không, tôi đề nghị là trong hai lượt trận tiếp theo này thì chúng ta sẽ xóa bỏ đi những đường biên giới của các quốc gia.
Wow, như vậy là cả một cái bản đồ chỉ còn một màu duy nhất. Tụi con đồng ý không? Có. Yes. Như vậy chúng ta sẽ theo ý kiến của anh Nam là xóa tất cả các đường biên giới của các quốc gia, và nó chỉ còn một châu lục thật là to thôi. Chúng ta cùng xem đề tiếp theo của giám khảo Tóc Tiền. Đó là châu Phi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Cairo của nước Ai Cập ạ. Cairo của Ai Cập. Đáp án của chương trình là... Chính xác. Wow, giỏi. Tiếp tục. Kỳ phùng địch thủ. Hai bạn nhỏ là rất là tương xứng. Mời Thế Anh. Mogadishu của Somali. Đáp án của chương trình là... Tiếp tục. Mời Thế Anh. Khắc Tâm của Sudan. Đáp án của chương trình. Sai. Không chính xác, và điểm thuộc về Quang Bình. Và trận này Quang Bình lại thắng. Mời các con đổi chỗ cho trận cuối cùng. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Quang Bình. Và đây là trận chiến cuối cùng của hai người kỳ phùng địch thủ. Đó là đề bài Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Thấy cái vùng Caribe này là thấy nguy hiểm rồi. Không biết là các bạn nhỏ sẽ như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Ottawa của Canada. Chúng ta cùng xem. Chính xác, tiếp tục. Thế Anh. Mời Thế Anh. Nassau của The Bahamas. Đáp án của chương trình. Tiếp tục. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Washington DC của Mỹ. Đáp án của chương trình là... Lại là 2-1. Nhưng trận này Quang Bình đã chiến thắng. Và tỷ số chung cuộc là 3-1. Con xứng đáng để tiếp tục là một thành viên của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng Quang Bình.
siêu trí tuệ Việt Nam 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.